Nói chung thì chúng tôi cũng đặt bộ bàn ghế ở xưởng. Vâng. Sang bên xưởng thì nói chung là tôi ngôi xưởng tương đối là rộng lớn, Vâng. làm nhiều cũng bộ bàn ghế cũng rất là ưng ý. Vâng. Hôm nay tôi cũng đặt bộ bàn ghế của cũng nhận về tại gia đình để làm là nó chu đáo và coi như nó thật với khi hợp đồng như thế nào thì quay làm À vâng, hôm nay bác chuẩn. nhận hàng vừa đúng hợp đồng đúng không? Vâng. Thế cháu thay mặt xưởng. Dạ, cảm ơn bác ạ. Vâng, cảm ơn bác nhé. Cho lấy cái bàn nó vào cái ghế ở dưới lại ghế à? Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 30 tháng 4 năm 2021. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại xã Phú Nham, huyện Phú Ninh, Phú Thọ và bàn giao cho gia đình. Bác cho xin tên, bác tên gì vậy bác nhỉ? Bằng. Bác Bằng à? Là bác Bằng tại xã Phú Nam, Phú Ninh. Thì chúng tôi đến và bàn giao gia đình là một bộ bàn ghế nghi đỉnh tay 14, bao gồm có 6 món bằng chất liệu gỗ gõ đỏ đây. Thì hiện tại là chúng tôi vừa lắp đặt kê kích và bàn giao xong hoàn thiện cho gia đình đây. Chúng tôi quay lại một cái video clip làm kỷ niệm với bác. Đấy, cũng như là giới thiệu qua một chút về bộ ghế này. Đây là hình ảnh bác bá chủ nhà. Thì bộ ghế này là bao gồm có 6 món. Kích thước là cột 14, mẫu nghi đỉnh. Chân cột 14 thì phần chân là đục là yếm là chân đầu lân, chân móng, yếm đục và hoa lá tây cũng như là vén chặt hột xoài đây. Tay nghi, trương nghi như là vách là đục tam lân vần cầu. Đây. Thì hôm trước là bác cũng đã sang và xem mộc của bộ sản phẩm này rồi. Đây, hôm nay chúng tôi đã sơn hoàn thiện và bàn giao gia đình đây. Đây. Phần bàn này bác đặt thửa riêng theo kích thước của bác, bàn kích thước rất lớn, dài 1m7 cơ. Bên này là hình ảnh chiếc đoạn dài đây. Chiếc đoạn dài này kích thước là 2m2 này. Trường nghi như là tay cuốn tay cột đây, quý vị. Đây, hình ảnh chi tiết quý vị nhé. Đây, chính giữa là có trường nghi đỉnh, hai bên là có phượng hóa. Đó, hai bên phượng hóa đây. Như là vách là tam lân vần cầu. Đó, mặt ghế liền tổng thể trên phía dài đây, cũng là hình ảnh tổng thể cái không gian phòng khách nhà bác đây, vị nhá, tổng thể không gian phòng khách đây. Bên này là bác chủ nhà đây, thì bác cho cháu xin cái ý kiến luôn bác nhé. Thì hôm nay bọn cháu bàn giao bác này, bác sang xưởng đặt cũng như là xem hàng sản phẩm này, bọn cháu bàn giao thì bác có thấy có ý kiến thì có hài lòng hay là có gì khen chê thì bác cho cháu xem ý kiến cho bác nhé. Nói chung thì ghế ở xưởng. Vâng. Sang bên xưởng thì nói chung là tôi ngôi xưởng tương đối là rộng lớn. Vâng. Làm nhiều cũng một bàn ghế cũng rất là ưng ý. Vâng. Hôm nay tôi cũng đặt một bàn ghế của cũng nhận về tại gia đình để làm là nó chu đáo và coi như nó thật với khi hợp đồng như thế nào thì quay làm. Vâng, hôm nay bác chuẩn nhận hàng vừa đúng hợp đồng không? Vâng. Thế cháu thay mặt xưởng. Dạ, cảm ơn bác ạ. Vâng, cảm ơn bác nhé. Vâng, đấy là cái lời nhận xét của bác Bằng quý vị nhé. Và quý vị có nhu cầu thì liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 50086. Ok mọi người.